ra bờ Hoàn Kiếm giờ nó chỉ có vào hơn 2 tỷ một mét vuông thôi. Bê đấy 100 mét vuông thì bê thì lắm cả này ra thêm gì. Chỗ này nếu mà ở đất ngoài kim 70 mét này thôi thì tụm sắn 2 lô thì tôi. Sắn đi 4 lô cũng được, chẳng làm sao. 2 lô thì để... tiêu gì đến lắm cái này đâu mà. 70 mét này được mười mấy khuôn cơ mà. 70 mét chia ra được 76, 77 mét gì. Mình cứ tính 70 thôi. 10 mét là 2 lô rồi, tính lô 5 mét thôi. Và 15 khuôn. 14, 15 lô rồi, cắt lấy 4, cắt cái số lẻ đi để lại 10 lô thôi là tiêu phải mãi. Đâu làm. Đâu làm. Đừng làm trái chết, đúng không? Suốt ngày chỉ có ăn cho mà đi chơi. Ôi bê lên 100 mét là Hà Nội đặt cái chỗ vạch vạch cái chỗ siêu thị Tràng Tiền ra mà tao để nhờ đây 100 mét. Giờ hiện tại đấy là rơi vào khoảng 2 tỷ 2, có chỗ lên đến khoảng 3 tỷ một mét vuông. Đất nhất thế giới đấy nhỉ, đất Hoàn Kiếm đất nhất thế giới đấy. Những cái tính rẻ 2 tỷ một mét vuông, 100 mét làm 200 tỷ làm về thôi. Thì vẫn còn rộng mênh mông, ăn cái gì cũ à. Đấy là toàn bán hàng cho Tây thôi. Dạ? Bao nhiêu gì ạ? Bên đấy ạ? Thế mà được 5 xào chẳng biết được. Có 3 nhà cơ mà. Bên đấy nhà em đất của nhà bà cô, của nhà bà Đỏ, đất của nhà em. Mà có thêm một cái ao ông Viên. Rồi 2-3 mét vuông thôi nhưng mà ra